bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thế nào là đủ tư cách tham thiền? Khi làm bất cứ một công việc gì, chúng ta phải trải qua một giai đoạn tập luyện mới có hy vọng thành công. Pháp môn tham thiền còn khó hơn nữa, thiền giả phải chịu đủ thứ khổ nhọc vất vả và dày công rèn luyện mới mong tiến bước được. Tâm nhẫn nại là một đức tính tối cần thiết cho người tham thiền. Hãy nhẫn nại làm những công việc mình không ưa thích, nhẫn nại chịu đựng những gì mình không chịu đựng nổi. Phải có một tinh thần như vậy, quý vị mới có đủ tư cách tham thiền, mà không thì miễn bàn. Nếu thân quý vị ngồi tại thiền sàng, còn tâm thì rong ruổi ở nơi khác, dầu cho quý vị có cố gắng tham thiền đến đâu đi nữa cũng là uổng công, không thành tựu được gì hết. Tham thiền là rèn luyện thân này cho trở thành kim cang bất hoại. Bởi vì quý vị đã tình nguyện trui luyện thân này cho thành kim cang, thì khi gặp khổ phải ráng hết sức mà chịu đựng, bởi có câu, chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu phước. Đối với những gì ta thích làm, thì ta càng phải gắng sức hơn nữa, kẻo cô phụ ý nguyện ban đầu đã thúc đẩy ta tới tham gia thiền tập. Về điểm này xin quý vị đặc biệt chú ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.